cho tôi hỏi thấy xưa sao lạ quá, dừng ra nơi đó có gì vui, ngày đêm khóc mòn mỏi. Thấy đi trên sỏi đá, cơm thì không thịt cá, áo quần thì toàn đồ vắng, có gì đâu mà vui. Sao thầy bò ba má xuất ra sông rừng già, khó hiểu khó yêu bỏ đi. Sao thầy bò mẹ cha xuất ra sông rừng già. Đức Phật đã dạy dân là 13 phút đầu đời này.